Xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 639, gửi đến quý vị những câu chuyện pháp định cười ra nước mắt liên quan đến việc tranh chấp tài sản giữa cháu ruột và con nuôi. Đây là những câu chuyện pháp định trong quá khứ để chúng ta cùng tham khảo và ngẫm nghĩ câu chuyện đang xảy ra tại Tòa án Dân sự quận Phú Nhuận. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên, Thanh Việt sẽ được chia sẻ hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên đó quý vị là câu chuyện tại Nha Trang, Khánh Hòa, quê của Thanh Việt. Đây là phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Có một bà cụ là bà Trang sống chung với một người cháu ruột, tức là ông Lâm. Họ sống trong căn nhà có quyền chủ sở hữu là bà Trang, có giấy tờ đầy đủ hết. Nhưng mà rồi đột ngột là bà Trang ra đi, và cũng như bất cứ một câu chuyện tranh chấp tài sản di chúc là không có. Cứ tranh chấp tài sản luôn luôn liên quan đến cái việc không có di chúc, đúng không quý vị? Khi mà bà Trang ra đi không để lại di chúc, ông Lâm thông báo và làm giấy tờ ra cơ quan nhà nước là bà Trang mong muốn ông là người cháu ruột, người cùng huyết thống, sẽ phải thừa kế rồi quản lý cái tài sản đất đai cũng như là nhà mà ông cùng với bà Trang đã sinh sống cùng. Mục đích bà Trang để lại cái căn nhà đó, cái tài sản đó, để cho ông Lâm có thể thờ cúng tổ tiên. Và vì cái ước nguyện đó nên bà Trang lúc còn sống, mặc dù không để lại di chúc, không có làm cái tờ di chúc, nhưng đã giao những cái giấy tờ quan trọng như là quyền sử dụng đất nè, quyền sở hữu nhà nè, rồi tài sản trên cái mảnh đất đó cho người cháu ruột, tức là ông Lâm. Nói đến đây đó quý vị, thì quý vị nghĩ làm sao? Câu chuyện quá là bình thường, đúng không quý vị? Câu chuyện quá bình thường. Bà Trang không lập gia đình, bà Trang sống chung với người cháu ruột cùng huyết thống, chứ không phải là người dưng, đúng không quý vị? Đây là người thân, không phải người dưng. Rồi ông Lâm chăm sóc cho bà Trang, và đến khi bà Trang ra đi thì ông Lâm là người hưởng cái tài sản đó. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Tuy nhiên đó quý vị, bà Trang có một người con nuôi hợp pháp. Thế mình phải mở ngoặc, đóng ngoặc cái chữ này là hợp pháp. Đây là người con nuôi hợp pháp, đó là ông Khang. Bà nuôi ông Khang từ lúc còn rất là nhỏ, nhớ quý vị, bà đã nhận nuôi và có giấy tờ đầy đủ. Nhưng khi mà ông Khang lập gia đình và dọn đi chỗ khác sống đó quý vị, thì ông Khang ít có quay về thăm bà Trang. Cái điểm này Thanh Việt nói là gì? Nói đây để Thanh Việt lồng vào cái câu chuyện, nó gọi là khi mà cái cảm tính nó trỗi dậy, khi mà chúng ta lấy những cái câu chuyện cảm tính, cái kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta áp dụng vào luật pháp tại những cái phiên tòa đó quý vị, thì thưa quý vị là nó chớ trêu lắm, nên đừng có làm như vậy. Mọi người nhìn thấy ông Khang, người con nuôi, thưa quý vị, không cùng một giọt máu đào, là một đứa con bất hiếu, không về thăm bà Trang thường xuyên, và người ta dị nghị, người ta cho rằng đúng là đứa con bất hiếu, nuôi làm gì. Còn bà Trang rất là may mắn khi có người cháu ruột nhưng quý vị, ruột đó, sống chung. Và ông Khang ít về thăm, thì dĩ nhiên ít về thăm thì làm sao mà có thể chăm sóc được nhà cửa chu đáo, lo bàn thờ, thờ cúng tổ tiên như là ông cháu ruột, tức là ông Lập. Vậy là câu chuyện, nếu mà nói về mặt tình cảm, cảm tính, một cái suy nghĩ theo truyền thống, theo văn hóa Việt Nam cái gì đó, thì nó quá rõ ràng, đúng không quý vị? Ông Khang là
đồ bỏ. À, không cùng giọt máu đào mà lại rất là không có hiếu. Đi là vừa. Tuy nhiên cái điểm ngặt nghèo ở đây đó quý vị là cái chữ hợp pháp. Hợp pháp. Đây là một người con nuôi hợp pháp, có giấy tờ, được bà cha nuôi từ lúc nhỏ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, thưa quý vị, dĩ nhiên là cái mảnh đất, cái quyền sử dụng đất đó, rồi căn nhà cũng khá lớn, và cái tài sản đó đã làm cho ông Khang, một người ít về thăm bà Trang, tự nhiên lần này sau khi bà Trang ra đi thì không biết vì hối lỗi hay là vì cái khối tài sản đó nó quá lớn, nên ông thường xuyên về nhà, về nhà và nhắc tên của bà Trang nhiều hơn. Tại sao nhắc tên bà Trang rồi nhắc tên của ông Lâm? Thưa quý vị, ông thèm cái tài sản đó, và đồng tiền đã làm người ta mờ mắt. Đó là mình đang nói về cái mặt cảm tính, đúng không quý vị? Rồi, cái chuyện mà ông Lâm, người cháu ruột, sống chung, chăm sóc bà Trang đều được người dân ở xung quanh, rồi tổ trưởng, tổ phó, rồi công an, phường, rồi v.v. đều chứng nhận. Và ông Lâm có chụp hình ảnh nè, rồi quay video nè, đầy đủ hết thưa quý vị, hình ảnh trong sáng, rõ nét, âm thanh trung thực, đầy đủ hết. Chắc là phải có dùng app thì nó mới nhìn, nó mới mặc, nó mới nhận được, đúng không quý vị? Xong rồi sao quý vị? Đó có nghĩa là có đầy đủ bằng chứng. Ai cũng công nhận bà Trang rất là hạnh phúc, có được một người cháu chăm sóc lúc tuổi già, và người cháu ruột quá sương. Và câu chuyện nó xảy ra đó quý vị, là bên luật sư của ông Khang có đề nghị một cái câu hỏi mà có thể là chẳng ai trả lời được. Câu hỏi là gì? Ông Lâm sống cùng với bà Trang một thời gian dài, ông Lâm biết được chỗ nào bà Trang để cái quyền sử dụng đất, để cái giấy tờ quyền sở hữu căn nhà. Nên khi bà Trang chết đi thì ông Lâm có thể đem tờ giấy đó ra và rồi cho một tí muối, cho một tí mắm vào, bằng cách nói rằng: à, bà dì ruột của tôi muốn tôi tiếp tục quản lý rồi thừa kế. Đây là hai cái động từ khác nhau nha quý vị. Quản lý và thừa kế nó khác nhau hoàn toàn. Một người quản lý chưa chắc là thừa kế, và một người thừa kế chưa chắc là quản lý cái tài sản đó. Nhưng ông Lâm lại nói rằng bà Trang muốn ông thực hiện luôn cả hai hành động, vừa quản lý vừa thừa kế. Nhưng quý vị, vừa quản lý vừa thừa kế. Và nếu mà là cái căn nhà đó dùng để thờ cúng tổ tiên thì thưa quý vị, nó gọi là nhà thờ tổ. Đó là một cái nơi được gọi là đồng sở hữu của một cái gia tộc, đúng không quý vị? Nhà thờ tổ. Nên là có luật pháp, có luật trong bộ luật chính sự nói về cái việc nhà thờ tổ. Thì Thanh Việt xin quý vị chờ một chút, chúng ta sẽ nói về cái điều này. Đó là điều 645 bộ luật chính sự. Đất và nhà để lại làm nhà từ đường, nhà thờ tổ, thờ cúng ông bà, để hợp pháp phải được thể hiện trong di chúc. Để làm gì quý vị? Để nó không bị đem ra kiện tụng, chia thừa kế. Vì nếu mà để lại là nhà từ đường, nhà thờ tổ, thì chắc chắn không bị liệt kê vào danh sách đưa ra chia thừa kế. Tuy nhiên cái điểm ngặt nghèo ở đây đó quý vị, là ông Lâm, người cháu ruột, có đầy đủ giấy tờ trong tay. Chúng ta có thể được biên hộ rằng bà Trang, người dì ruột, được ông Lâm, người cháu ruột, chăm sóc và người đáng tin cậy trong bao nhiêu năm trời. Chắc chắn là bà sẽ đưa giấy tờ cho ông Lâm để ông tiếp tục công việc đó. Tuy nhiên đó quý vị, tuy nhiên tất cả bây giờ chỉ có một người nói. Người kia
vì không thể hiện trong di chúc, và giờ này không còn cái khả năng để nói lên cái tiếng nói nữa, nên cái lời của ông Lâm cũng chỉ là lời của một phía, đúng không quý vị? Và tại một phiên tòa, khi mà người ta xem giấy tờ thì rõ ràng ông Lâm, nhưng quý vị, ông Lâm bị thiệt hại nhiều hơn. Lý do đơn giản là cho dù mọi người theo cái quan điểm cá nhân và cái cảm tính, thì cái khả năng bà Trang nói biến cái căn nhà của bà trở thành nhà từ đường rất là cao, nhưng cái đó vẫn chỉ là khả năng, nó không được thực hiện trong di chúc. Nhưng quý vị, và khi mà không được thực hiện trong di chúc thì cho dù nhìn như vậy, chắc chắn là phải như vậy, nhưng nó không hợp lệ. Và một khi không hợp lệ thì khả năng thua rất là cao. Cho dù ở trong nhà có nói đầy đủ là có hình ảnh thờ cúng ông bà, nhưng chưa chắc đó là cái nguyện vọng của người ra đi sau khi mẹ không có để ở trong cái di chúc. Vì vậy, theo luật pháp, đó là một căn nhà có thể bị đưa vào để chia thừa kế. Và theo điều 651, cái người đứng đầu về việc tiếp nhận cái tài sản đó, cái quyền sử dụng đất đó, không ai khác hơn, đó là người con nuôi hợp pháp. Nhưng nhìn ở phía bên ngoài thì rất là bất hiếu, vì lúc bà Trang sống chưa bao giờ về thăm bà nhiều, chưa bao giờ chăm sóc, chưa bao giờ biết đây thờ cúng như thế nào, tổ tiên như thế nào. Tuy nhiên cái điều chớ trêu là bà Trang không để lại di chúc, bà Trang lại đi làm giấy hợp pháp nuôi con nuôi, nên theo đúng luật của Bộ Luật Dân Sự về việc thừa kế và chuyện nuôi con nuôi, thì ông Khang đầy đủ cái quyền để nhận tài sản và là người thừa kế duy nhất. Đó cũng là cái kết quả của cái phiên tòa, nhà quý vị, dân sự cách đây vài năm tại thành phố Nha Trang. Khi mà họ ra quyết định là thu hết tài sản cộng với giấy tờ từ người cháu ruột, người được xem là đã ở bên cạnh bà Trang một thời gian rất là dài chăm sóc cho bà, chuyển sang cho người con nuôi. Vậy có hợp tình hợp lý không quý vị? Thưa quý vị, tùy theo mỗi con người nhìn nhận. Đôi khi hợp tình hợp lý hay không, nhưng quý vị, thì nó cũng phụ thuộc vào sự hên xui. Xui ở đây là chuyện gì? Là bà đã không nhìn thấy được ông Khang từ lúc nuôi còn nhỏ, làm giấy tờ hợp pháp, thì không biết rằng về sau này ông đã trở thành một con người như thế nào. Nhưng trên giấy tờ ông là người con nuôi hợp pháp. Và sự không may nữa là bà đã không để lại tờ di chúc. Chứ còn mà nếu để lại một cái tờ giấy rất là đơn giản, nhưng quý vị, rất là đơn giản, không khó khăn gì để làm tờ giấy di chúc cả, thì giờ này tất cả những luật sư, những tòa dân sự sẽ bị thất nghiệp. Nếu chúng ta có những cái tờ giấy di chúc thì chắc chắn mọi cái scandal, mọi cái dị nghị, mọi cái bàn tán, mọi cái tám sẽ không còn có nữa. Và luật sư về chia tài sản, bảo vệ thân chủ, tòa dân sự về việc chia tài sản cũng sẽ bị thất nghiệp dài dài, đúng không quý vị? Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị. Nghe xong đó quý vị cảm giác làm sao? Khó chịu đúng không quý vị? Quá khó chịu. Nếu mà nói về cảm tính thì quá khó chịu. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, có những điều chúng ta không tưởng, nhưng nó đã xảy ra. Đó là câu chuyện đầu tiên tại quê của Thanh Việt, Nha Trang, Khánh Hòa. Chuyện thứ hai thì ở miền Tây,
Đây là một câu chuyện cũng khá thú vị. Bắt đầu trở lại thành phố Vũng Tàu, nhưng mà liên quan nhiều đến khu vực khác ở miền Tây. Thì năm 2020, Tòa án Dân sự thành phố Vũng Tàu có xét xử một vụ án tranh chấp tài sản. Và dĩ nhiên là quý vị biết rồi, tranh chấp tài sản thì nó phải có chữ ra đi đột ngột, không có di chúc, đúng không quý vị? Và cụ bà tên Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1920, ra đi 2015. Thưa quý vị, để lại toàn bộ di sản cho người con nuôi, bà anh 52 tuổi, đang cùng chung sống trong nhà với cụ. Ô vậy là nó cũng trở lại cái câu chuyện cảm tính, nghĩa là bà anh sống cùng với cụ. Bà anh cũng 52 tuổi rồi, sống cùng với cụ, và là người con nuôi. Tạm thời mình gọi là hợp pháp. Trong cái câu chuyện của phiên tòa này đó, Thanh Việt sẽ nói nhiều hơn về cái chữ mà chúng ta thường hay nói là hợp pháp. Mà đôi khi đó quý vị, Thanh Việt để ý là trên mạng xã hội thì có rất là nhiều quý anh chị giải thích quý hợp pháp là có giấy tờ của xã, của phường, của khóm là được rồi, cứ có giấy tờ là được rồi, người ta ghi trong sổ bộ đầy đủ hết, người con nuôi có chữ ký là OCK. Thì trong trường hợp này đó quý vị, tại cái phiên tòa tại thành phố Vũng Tàu năm 2020 vừa qua đó, sẽ là một cái ví dụ điển hình để cho chúng ta hiểu được ồ, hợp pháp là cái gì vậy? Có phải đơn giản chỉ là tôi tìm được giấy tờ sổ bộ ở tại văn phòng của Ủy ban Nhân dân phường, Ủy ban Nhân dân quận hay không? Thì chúng ta hãy chờ xem nha quý vị. Sau khi bà Hồng, cụ Hồng ra đi, thì sự xuất hiện của người cháu ruột của cụ Hồng là bà Thu. Thì theo bà Thu đó quý vị, bà đâm đơn kiện về cái việc tranh chấp tài sản. Kiện vì sao? Vì bà yêu cầu hủy quyết định con nhận con nuôi của cụ Hồng. Vì bà anh chỉ là người làm công nội trợ cho gia đình mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Hai, bà Thu, người đứng ra nguyên đơn đó quý vị, mới là cháu ruột. À, còn người kia là người dưng. Nhà quý vị, tôi mới là cháu ruột, kia là người dưng. Đã từng sống chung với cụ Hồng từ lúc mới sinh ra, rồi sau đó dọn ra ngoài khi lập gia đình. Như vậy cả bà Thu và bà Anh đã từng sống chung với cụ Hồng. Nhưng khi mà cụ Hồng ra đi thì chỉ có mình bà Anh ở bên cạnh cụ. Còn bà Thu đã lập gia đình và dọn ra bên ngoài. Điểm khác biệt giữa bà Thu và bà Anh là bà Anh là không có cùng huyết thống. Còn bà Thu là cháu ruột. Các quý vị nắm được cái tình hình này nha quý vị nha. Rồi. Bà Thu mới nói như thế này. Thì dĩ nhiên là cái này qua luật sư nha quý vị. Chứ còn chuyện thân chủ của mình ngồi kể một câu chuyện dài dòng văn tự, rồi hoài nghi này, hoài nghi kia, thì vai trò của người luật sư sẽ lắng nghe, ghi xuống những điểm mà cái thân chủ của mình nói. Và dĩ nhiên, ông hay bà luật sư sẽ phải biết chọn cái nào để đem ra tòa. Đúng vậy, chứ không phải thân chủ nói cái gì mình cũng vác hết ra ngoài tòa. Thì có cái điểm mà luật sư của bên bà Thu, người cháu ruột của cụ Hồng đó, đưa ra đó quý vị, là ô là cái chuyện này hơi lạ. Tại vì bà Anh lúc mà được nhận làm con nuôi đó quý vị, bà Anh đã 31 tuổi. Một số quý vị sẽ ngạc nhiên và bảo rằng, ủa vậy thì có gì ngạc nhiên lạ đâu. Bà hàng xóm của tôi, bà nhận một người con nuôi, bây giờ đã là 40 tuổi. À lạ đó quý vị. À, chuyện mình nhận con nuôi, cháu nuôi, anh nuôi, bác nuôi, ba nuôi, bố nuôi gì, đó là chuyện bình thường.
Nhưng mà để chính thức trên giấy tờ hợp pháp, lần nữa cái chữ hợp pháp, thì nó lại có một cái giới hạn nào đó theo bộ luật dân sự. Tiến sĩ Thanh Việt sẽ trao đổi với quý vị tại sao mà luật sư của bà Thu lại la lên, giơ tay la lên và kháng nghị, cho rằng 31 tuổi là khá tiểu lắm. Rồi thưa quý vị, tiếp tục, đó là câu chuyện của bà Thu, người cháu ruột. Còn bên bà Anh thì luật sư nói gì? Bà Anh đây là một người con nuôi, như quý vị đã biết, một người con nuôi hợp pháp. Thanh Việt chỉ nhấn mạnh cho quý vị, người con nuôi hợp pháp. Và ở đây định nghĩa của từ hợp pháp như Thanh Việt trình bày, quý anh chị trên mạng xã hội đều nói rằng cứ đi ra ngoài ủy ban nhân dân, người khóm, xã, thị trấn, thị xã gì đó, người ta đưa lục ra hồ sơ, trích lục ra và có được cái tờ giấy nuôi con nuôi. Còn nếu mà không có thì trong cái sổ bộ nó vẫn còn có cái dòng chữ, có cái hàng bao nhiêu, trang bao nhiêu đó, đúng không quý vị? Nó vẫn còn, tôi công nhận bà Anh là con nuôi của cụ Hồng, đấy quý vị nhá. Vậy là được rồi, như vậy là coi như là hợp pháp rồi. Chưa chắc nha quý vị, chưa chắc. Cái câu chuyện ngày hôm qua Thanh Việt thưa chuyện với quý vị đó cũng là cái từ hợp pháp, nhưng mà luật sư của bên người nguyên đơn trong cái vụ án của bà đại gia Bún Khô đó quý vị, thì họ nói rằng khi mà nhận con nuôi cô Huệ Lan thì trong giấy tờ không có bị mất, còn đầy đủ, nó lại không được thể hiện cái câu rằng ai là người đã chấp nhận giao cô Lan cho bà đại gia Bún Khô. Dĩ nhiên đây là một người con rơi thì nó phải đến từ bệnh viện, đúng không quý vị? Còn nếu mà người rơi ở phía bên ngoài bị bỏ rơi thì phải có phường khóm ở cái khu vực mà cái đứa bé nó được tìm ra thì phải chứng nhận. Thú vị là chỗ đó. Đôi khi mình nghĩ rằng hợp pháp là hợp pháp, cứ có trong sổ bộ là hợp pháp. Thưa quý vị, đó là cái lý do tại sao mà phải trả tiền cho luật sư, để luật sư đi làm cái gì quý vị? Đào, bơi, mói, móc, tìm ra được những cái kẽ hở. Thì trở lại câu chuyện của bà Anh. Câu chuyện là bà Anh, theo bà Anh đó, mặc dù bà là con nuôi của cụ Hồng, nhưng bà đã sống chung với cụ một khoảng thời gian cực dài, 26 năm. Rồi bắt đầu bà Anh đứng ra kể, kể bây giờ là cái cảm tính và thì việc biết được rằng chúng ta cộng đồng mạng thì rất là thích những cái chuyện dài dòng, kể lể chuyện gia đình nè quý vị. Chăm sóc cụ nè, cụ neo đơn nè, già yếu nè, không người chăm sóc nè, tôi phải lo cho cụ nè, tôi phải tắm rửa dìu cụ, rồi vốn mới là vân vân, tôi hao hết từ A đến Z nè quý vị, đầy đủ hết. Như vậy tôi là người có công, tôi lại được công nhận là người có nuôi hợp pháp, như vậy là quá ngon lành, đúng không quý vị? Quá ngon lành. Bà đã trở thành con nuôi hợp pháp không phải là 5 năm, 3 năm, 4 năm mà là 16 năm, mặc dù lúc đó bà được 31 tuổi. Thưa quý vị, trong một câu chuyện dài ơi là dài đó quý vị, đôi khi người ta chỉ nắm được đúng có một câu thôi và câu đó sẽ quyết định cái kết quả của phiên tòa. Thì đây quý vị nhớ rõ nha, bà Anh khi mà được cụ Hồng đưa ra làm giấy tờ công nhận con nuôi hợp pháp, bà 31 tuổi. Nhá quý vị. Và quý vị ơi, trong cái câu chuyện hiện tại của bên Phú Nhuận đó, của bên quận Phú Nhuận liên quan đến người nghệ sĩ tài năng vừa qua đời đó quý vị, thì trong cái giấy tờ khai sinh đó nó không có chữ con nuôi, hoặc là ba nuôi, hoặc là cha nuôi, theo đúng giấy tờ đàng hoàng, như quý vị, hợp pháp, phải có chữ cha nuôi, ba nuôi, mẹ nuôi, đầy đủ hết. Trong trường hợp của cái vụ án tại thành phố Vũng Tàu năm 2020 đó quý vị, giấy tờ này là cực kỳ hợp pháp. Từ vì sao? Trong giấy khai sinh xử lý lịch đề luôn chữ tôi là con nuôi,
cụ Hồng là mẹ nuôi, đầy đủ hết, hợp pháp, có trong sổ bộ đàng hoàng, giấy tờ khai nhận con nuôi vẫn còn đầy đủ. Theo bà anh nói, người ta tìm chỉ trong cuốn sổ bộ thôi. Nhưng quý vị, nhưng mà có vài cái điểm nữa Thanh Việt sẽ trao đổi với quý vị, nó gần giống như là câu chuyện tại quận Phú Nhuận hiện nay. Đây là câu chuyện bắt đầu ở đây quý vị. Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, họ nhận được cái yêu cầu của Tòa nhân dân thành phố Vũng Tàu, yêu cầu xác định cái tờ giấy nhận nuôi con nuôi và có trong sổ bộ là có hợp pháp hay không, có đúng hay không. Thì họ nói rằng đúng, cụ Hồng đã về xã Tân Hòa, Đồng Tháp, nơi bà anh đã sinh sống và ra đời tại đó. Có làm giấy với người cha và mẹ ruột của bà anh, có giấy thỏa thuận. Tuy nhiên khi mà tòa yêu cầu cho xem cái giấy tờ khai nhận con nuôi đó, thì cái này nó bắt đầu nó giống như là ở bên Phú Nhuận. Mất rồi, không tìm thấy, mất tiêu rồi, hồ sơ bị thất lạc, vận chuyển đi nhiều lần, và có những lúc Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, Đồng Tháp trả lời rằng có lẽ là bị thất lạc, còn nếu không bị thất lạc là do mối ăn hết rồi, không tìm được. Bây giờ chỉ còn lại cái sổ bộ đăng ký nhận con nuôi thì có chữ ký của cha mẹ, của bà anh và có của cụ Hồng. Và chỉ có thế thôi. Thì theo quý vị, giấy tờ như vậy có hợp pháp không quý vị? Quý vị nghĩ giấy tờ có vậy có hợp pháp không? Có chứ. Chắc là phải có. Tự vì số bộ có ghi mà, có chữ ký mà. Ngoại trừ cái bộ hồ sơ đó thì không còn nữa. Bộ hồ sơ đó không còn, nó bị mối ăn rồi, bị thất lạc rồi. Nhưng mà số bộ có ghi con nuôi, giấy khai sinh có ghi, cái này có ghi luôn nha quý vị, cho không phải như bên Phú Nhuận là không có ghi chữ nuôi gì trong này, còn đây là có ghi luôn chữ nuôi, đầy đủ hết. Khá thú vị phải không quý vị? Vậy thì quý vị nghĩ Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu họ làm gì? Chắc chắn họ cũng phải theo và đồng ý với mạng xã hội suy nghĩ về câu chuyện này. Đó là gì? Con nuôi hợp pháp theo đúng bộ luật dân sự về quyền thừa kế. Con nuôi hợp pháp đứng ở hàng thứ nhất. Nhưng quý vị, chắc chắn phải được nhận bình thường. Đúng như vậy thưa quý vị. Ở bên thành phố Vũng Tàu, họ bác cái quyết định của bà Thu, người cháu ruột của cụ. Khi mà bà Thu khởi kiện, đòi hủy hết tất cả những giấy tờ công nhận con nuôi và công nhận cái quyền nhận tài sản của bà anh. Tuy nhiên là bà Thu qua luật sư của mình đã không đồng ý, đi tới cùng và đã kháng cáo một khoảng thời gian khá dài, 3 lần. Nói tới đây thì Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị như thế này. Câu chuyện tại bên Phú Nhuận chắc cũng sẽ có kết quả trong một thời gian sắp tới đây, gần thôi. Nhưng rồi vụ án cũng không phải dễ dàng kết thúc. Sẽ có những cái kháng nghị, kháng án, kháng cáo. Nhưng quý vị, và bên của vụ án năm 2020 tại thành phố Vũng Tàu đã kháng lên tới giám đốc thẩm. Mà 2 lần giám đốc thẩm, kính thưa quý vị, 2 lần lận. Khi mà xét xử lần thứ 2 tại giám đốc thẩm, câu chuyện vẫn không thay đổi so với kết quả của ở bên dưới từ Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao họ nói rằng
Ồ, hồ sơ bị thất lạc. Không sao, không tìm thấy cái bộ hồ sơ đó. Tôi dựa theo cái sổ này có ghi tên đầy đủ. Mặc dù nó không có trong bộ hồ sơ, không tìm thấy bộ hồ sơ, nhưng mà trích lục ra thì nó có đầy đủ. Tên có chữ ký, ngày nhận con nuôi, ai ký ai. À, quý vị nhé, ai ký vào, người cho và người nhận đều ký. Như vậy là quá đầy đủ. Quá đầy đủ. Rồi Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, nơi mà bà con nuôi đã sinh ra và trưởng thành một thời gian, cũng đã công nhận rằng, ô, có lễ giao con nuôi, mặc dù lúc đó là không cần phải giao. À, bà này đã 31 tuổi rồi, đi đứng bình thường, cần gì phải giao. Đúng không quý vị? Nhưng mà có lễ giao con nuôi, có sự chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cái xã đó, chứng nhận của những người thân quen phía bên của gia đình vị con nuôi này. Như vậy thì giám đốc thẩm tuyên bố người dân thắng. Vì vậy mà cái bài hát thua người dân trở nên thất bại ạ. Trở nên thất bại. Thì thưa quý vị, vậy thì bà Thu thuê luật sư làm gì nhỉ? Câu chuyện nó rành rành như vậy, một bên là người con nuôi hợp pháp. Vậy tốn tiền cho mấy ông luật sư làm gì? Đúng không quý vị? Giấy tờ rành rành như vậy, có đóng mật, có chữ ký, được Ủy ban Nhân dân xã này, huyện nọ đồng ý, rồi lên tới giám đốc thẩm, cũng đã tuyên án rồi. Vậy thua rồi. Chưa chắc, chưa chắc cho quý vị. Người ta mới gọi là luật sư là thầy cãi. À, cãi bừa đi, nói cho vui vậy thôi thưa quý vị. Là sao cãi bừa được, đúng không quý vị? Không cãi bừa, chỉ có một cái tội là phải bới, phải moi, phải móc, và móc đúng cái lỗ, móc đúng á. Thì sao quý vị? Luật sư của chị Thu, của bà Thu kêu oan vì cho rằng xí luật con nuôi, luật nuôi con nuôi, những quý vị giới hạn cái người được nhận làm con nuôi là phải dưới 16 tuổi. Cái điều đó là điều chính xác. Còn nếu mà đứa bé đó nó từ 16 tuổi đến 18 tuổi thì làm sao? Thì người người được trao cái quyền nuôi con nuôi đó quý vị phải có một mối quan hệ với cái đứa bé đó, như là cha dượng, mẹ kế, cô cậu dì chú bác ruột cùng huyết thống mới nhận được cái đứa bé đó làm con nuôi, nếu đứa bé đó từ 16 đến 18 tuổi. Như vậy con nuôi hợp pháp phải được làm giấy tờ khi nó dưới 16 tuổi, khi bé dưới 16 tuổi. Còn nếu mà bé rơi vào tuổi 16 đến 18 tuổi thì người nhận cái con nuôi đó phải là người có quan hệ, như là cô cậu dì chú bác ruột, còn nếu không là cha dượng hoặc là mẹ kế. Đó là luật, đó là luật. Thế thì không lẽ giám đốc thẩm sai à? Thưa quý vị, giám đốc thẩm thì họ đi theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cái xã nơi mà làm cái giấy tờ về nhận con nuôi. Nhớ quý vị, cái câu chuyện được xoay quanh ở cái tuổi 31. Khi mà bà Anh được nhận làm con nuôi thì bà đã 31 tuổi, biết đi, biết đứng, biết suy nghĩ, biết đủ thứ chuyện rồi. Như vậy là vi phạm pháp luật rồi. À, vậy thì làm sao mà tòa giám đốc thẩm nha, chứ không phải sơ thẩm nha quý vị, hoặc là phúc thẩm nha, giám đốc thẩm dân sự cho thừa kế được. Chuyện lạ nha. Thưa quý vị, dĩ nhiên là lạ rồi. Dĩ nhiên rất là lạ. Vậy thì bên của Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, cơ quan chính quyền địa phương phải trả lời như thế nào về cái luật pháp, luật dân sự về nuôi con nuôi phải dưới 16 tuổi hoặc là dưới 18 tuổi
từ 16 đến 18 phải là có họ hàng. Thì họ nói rằng luật, luật gì? Ai mà biết, chỉ biết rằng cụ Hồng già yếu, xét theo độ tuổi. À thưa quý vị, đây là một trong những cái nhận định mà nó thật là không biết khách quan hay là cái gì nữa quý vị, nhưng mà cảm tính rất là nặng. Xét theo độ tuổi đó quý vị, thì không thể nào nói già và yếu được. Già yếu là phải có đi giám định sức khỏe thì mới nói người ta già yếu được. Chứ còn mà nhìn vào độ tuổi chưa chắc. Một người 90 mấy tuổi vẫn khỏe mạnh bình thường, tập thể dục, đi đứng bình thường thì không nói già và yếu được. Nha quý vị. À, nó lại lạ vậy đó. Nhưng mà chính quyền đại phương tại cái xã đó nói rằng già yếu. Lý do, tôi nhìn vào cái tuổi, tôi biết già yếu. À, tại vì những người sống chung quanh ở cái xã này, ở cái tuổi đó là phải già yếu rồi. Chứ không nói năng gì đó. Rồi, người ta hỏi tiếp, ủa sao biết neo đơn? Ồ, neo đơn là vì tôi xét theo hộ khẩu. Trong hộ khẩu chỉ có một mình bà cụ Hồng. Thì phải neo đơn là gì nữa? Ai chà chà đó. Vậy là không theo tình trạng hiện tại thực tế xảy ra, mà dựa theo hộ khẩu, chỉ có một người nên neo đơn. Tuổi như vậy phải chắc là già yếu. Tại vì ở vùng quê tôi, tới tuổi đó là phải già yếu. Vì vậy nên tạm thời gác bỏ cái luật gì, nuôi con nuôi gì ở Trung ương ra, bỏ. Nha quý vị, đó là kết luận. Trên 18 tuổi vẫn có thể nuôi được nếu mình rơi vào trường hợp neo đơn và già yếu. Cái này cũng lạ nha quý vị. Cái này khá lạ. Nên cái câu kết luận nó vẫn là u là trời. Thật sự Thanh Việt không biết nói sao. Thì thưa quý vị, hiện nay phiên tòa kiện tụng vẫn kéo ra dài. Mặc dù đã đi tới giám đốc thẩm lần thứ hai. Thanh Việt vừa chia sẻ cho quý vị những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, hợp pháp là cái gì vậy? Thế nào là hợp pháp? Có phải nằm trong hệ thống giấy tờ của một ủy ban nhân dân là hợp pháp không? Là chứng minh được không? Thưa quý vị, chưa chắc. Chưa chắc. Thế thì vừa trao đổi với quý vị những thông tin, hy vọng rằng một phần nào đó, nhưng quý vị, góp cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ về luật, về cảm tính, về lý trí. Thanh Việt xin chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.